Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Bản tin tổng hợp những tin tức quốc tế nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Tình hình lũ lụt đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp của Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới, nằm trên sông Dương Tử, bắc qua tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh, nơi có địa bàn tương đối hiểm trở và lượng mưa dồi dào. Chính phủ Trung Quốc từng ca ngợi đập Tam Hiệp là nguồn cung cấp năng lượng sạch khổng lồ và giúp con người thuần phục dòng sông dài nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, các đợt này cũng chứa nguy cơ gây ra các thảm họa khủng khiếp cho nhân loại. Một câu hỏi được đặt ra là nếu đập Tam Hiệp xảy ra sự cố, các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ chịu tác động như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến 2006 với chi phí 31 tỷ đô la Mỹ. 1,4 triệu người phải di rời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử, một vấn đề nan giải ở Trung Quốc. Kể từ thời cổ đại, lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chạy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân vào năm 2020. Đập Tam Hiệp đặc biệt nhận được sự chú ý của dư luận khi phải chịu sức ép lớn do lượng nước dồn về từ sông Dương Tử. Tình hình mưa lũ năm 2020 ở Trung Quốc được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 70 năm trở lại đây. Có khoảng 400 triệu đến 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử, trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức tập đoàn Đập Tam Hiệp, đơn vị điều hành Đập Tam Hiệp thừa, nhận rằng một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ cụ thể 2,4 km. Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào ngày 18 tháng 7 năm 2020 khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối trên giây. Tuy nhiên, theo tập đoàn đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực lúc ấy đã làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu có đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp vỡ, ông Michael O'Sullivan, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford, Mỹ, viết trên The National Norivi vào năm 2020 rằng đó sẽ là khoảnh khắc của Trung Quốc vỡ. Đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói, vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông O'Sullivan, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Theo Epoch Times, các chuyên gia thiết kế Trung Quốc đã tiến hành nhiều thử nghiệm mô phỏng để xem liệu hậu quả sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử nghiệm cho thấy, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ 39,3 tỷ mét, khối nước tràn xuống ngay lập tức sẽ biến Nghi Sương Hồ Bắc thành bình địa với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Một phần diện tích của các tỉnh thành Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ ngập trong đại dương. Nước ngay sau vỡ đập sẽ là tình trạng lở đất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, dòng lũ từ thượng nguồn đáng lo ngại hơn rất nhiều so với lượng nước tràn ra. Do vỡ đập, nước từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục tràn về sẽ san phẳng nhiều tỉnh thành ở hạ nguồn. Thiệt hại về người và vật chất lúc này không thể đong đếm. Theo thử nghiệm mô phỏng, nếu sự cố vỡ đập thực sự xảy ra, nơi tránh trú an toàn nhất sẽ là Thần Nông Giá, khu vực nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc. Thần Đông Giá sẽ được lựa chọn làm điểm trú ẩn vì nó đủ cao cho lượng nước đổ về được. Ví như sóng thần khi đập Tam Hiệp bị vỡ, với câu hỏi liệu đập Tam Hiệp vỡ, Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không? Theo đó, ngay tại thời điểm năm 2020, giáo sư, tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đập lớn thế giới, nguyên Chủ tịch Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam cho biết, sự cố vỡ đập đã từng xảy ra trên thế giới với nguy cơ tự đập Tam Hiệp là hoàn toàn có thể xảy ra. Ông này cũng cho rằng toàn bộ sông Dương Tử nằm ở lưu vực thuộc phạm vi của Trung Quốc, do đó con sông này không có tác động ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á. Dương Tử vốn là dòng sông có khả năng cung cấp nước lớn cho miền Trung Trung Quốc, đồng thời cấp cho cả phía Bắc Trung Quốc. Thực ra đây là vùng có lũ, mưa lớn hàng năm nước dư thừa, cho nên Trung Quốc đang xây dựng vạn lý trường thành về nước để chuyển nước từ sông Dương Tử qua sông Hoàng Hà về phía Bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Thưa quý vị, có thể nói thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Loại năng lượng này được tạo ra bởi các nhà máy thủy điện. Về cơ bản, những con đập lớn sử dụng dòng nước để quay turbine, và Trung Quốc là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống siêu đập thủy điện hùng mạnh nhất. Ngoài đập Tam Hiệp, Trung Quốc còn sở hữu đập Khe Lạc Độ, Hướng Giao Bá và Âu Đông Đức. Theo bảng xếp hạng các đập thủy điện lớn nhất,
khi lạc độ tạo ra lượng điện nhiều thứ 3 thế giới và đứng thứ 2 ở Trung Quốc khi lạc độ được xây dựng tại sông Kim Sa, một nhánh chính của sông Dương Tử thuộc tỉnh Vân Nam, theo trang web Technology. Dự án đập này trị giá khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 145.000 tỷ đồng và hoàn thành vào năm 2013. Dung tích hồ chứa của đập lên tới 12,67 tỷ mét, khối đập cao 285,5 mét và dài 700 mét, khi lạc độ có công suất 13.860 mega, tương đương 13,86 GW. Không chỉ dùng để sản xuất thủy điện, khi lạc độ còn có vai trò kiểm soát lũ lụt, phù sa và xả nước theo quy định nhằm cải thiện lượng nước hạ lưu. Còn đập hướng giao bá hay còn có tên là Sinjaba là một đập thủy điện trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử. Đập này được xây dựng vào năm 2006, được phát triển bởi tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc CTG thuộc sở hữu nhà nước. Dự án trị giá 6,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 148.000 tỷ đồng và có công suất 6,4 GW. Dự án thủy điện hướng giao bá có một đập bê tông trọng lực cao 162 m với chiều dài tối đa 896,26 m. Các phần khác của dự án bao gồm nhà máy điện ngầm, công trình xả lũ, cửa dẫn nước, theo Power Technology. Ước tính hàng năm sản lượng điện của hướng giao bá là 30,7 tỷ kWh. Tiếp theo là đập Ô Đông Đức, dự án này tiêu tốn 18,76 tỷ đô la Mỹ, khoảng 440.000 tỷ đồng với công suất lắp đặt đạt 10,2 GW. Ô Đông Đức bắt đầu phát điện vào năm 2020 và dự kiến sản xuất 39 tỷ kWh điện mỗi năm với bức tường cao 270 m. Ô Đông Đức đã trở thành một trong những con đập cao nhất thế giới, cao gấp dưới mức 185 m của đập Tam Hiệp Trung Quốc phải cho nổ tung đê để xả lũ. Nhà chức trách ở miền Trung Trung Quốc đã cho nổ một con đê để giải phóng nước dâng trong bối cảnh lũ lụt lan rộng khắp đất nước. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vụ nổ được thực hiện vào 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương tại con đê trên sông Chu He, tỉnh An Huy. Sau khi con đê bị phá hủy bằng thuốc nổ, mực nước dự kiến giảm 90 cm. Theo hãng tin AP, cho nổ đê và kè để xả nước là một trong những phương pháp cực đoan mà Bắc Kinh sử dụng trong trận lụt tồi tệ nhất hồi năm 1998. Lúc đó, hơn 2.000 người chết và gần bát rượu ngôi nhà bị mất trong nước lũ. Đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Dương Tử cũng cho mở 4 cửa xả do mực nước phía sau con đập dâng cao hơn 16 mét so với cảnh báo. Ở những nơi khác, binh sĩ và công nhân dùng bao cát và đá để gia cố bờ kè. Hôm nay, Trung Quốc nâng cảnh báo lũ ở khu vực sông Hoài từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trên thang đo 4 cấp. Ủy ban sông Hoài thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết 10 hồ chứa trên sông Hoài ghi nhận mực nước vượt quá mức cảnh báo tới 6,85 mét. Sông Hoài dài 1.000 km, chảy qua các trung tâm sản xuất và nông nghiệp lớn ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. Lũ lụt xảy ra ở Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam, nhưng rất nghiêm trọng vào mùa hè này. Hơn 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt và lở đất bởi những cơn mưa xối xả gây ra. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc thống kê khoảng 1,8 triệu người được sơ tán và thiệt hại trực tiếp ước tính lên tới hơn 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10 tỷ USD. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.